Trong cái nghề sân khấu á, thường là những nghệ sĩ trẻ sẽ phải chờ cho đến khi đàn anh đàn chị của mình buông bỏ cái vai đó, hoặc thậm chí là họ về hưu rồi thì sóng sau mới có thể càn lên cái vị trí của sóng trước. Nhưng mà sau một đêm, một cú ngoặt bất ngờ của một cái thành phố đầy biến động, có vẻ như con đường đi vào với nghệ thuật của chị Vân Anh là trải đầy hoa hồng, với lại show, với lại được nhiều người biết đến, được thầy Trần Ngọc Dầu nhận vô một cách ngẫu nhiên. Nhưng mà có lẽ là bên cạnh những ưu đãi của nghề, đã có lúc chị giật mình nhận ra nó không chỉ có là hoa hồng. Cũng không lâu thì là liên tục xảy ra những cái biến cố. Nó không liên quan đến cái nghề, cái công việc diễn xuất của mình. Nếu nó là cái chuyện rằng là vì mình diễn quá tệ, đạo đức, nghề nghiệp kém, thì đó là lỗi do mình, thì mình còn có thể cố gắng khắc phục, hay là mình sẽ không có quá buồn lòng. Nhưng khi cái biến cố xảy ra lại vì một cái sự cố nó không đáng có, nó chỉ là một cái rìa bên cạnh một cái cảm xúc của cuộc sống, mà khiến cái con đường sự nghiệp của mình bỗng nhiên tưởng chừng như là gãy đổ hoàn toàn. Và ngay sau cái thời điểm đó là gần như là chị tưởng rằng là chị đã từ bỏ con đường nghệ thuật luôn. Vấn đề tình ái đúng không ạ? Cái cột mốc đó nó liên quan đến vấn đề cảm xúc, tình cảm, riêng tư. Người ta dùng cái từ tình ái nghe cho nó giật gân, nghe nó mới ăn khách. Nhưng mà điều gì thật sự nó đã khiến cho chị phải thí có cái suy nghĩ là không còn đủ sức để theo nghề nữa? Gần như tất cả mọi thứ đều quay lưng lại với mình. Ngay cả cái người yêu thương mình nhất, cái người mà sẵn sàng đón nhận mình và nâng đỡ mình ngay từ cái ánh nhìn đầu tiên cũng quay lưng với mình, thì mình biết đặt niềm tin vào ai nữa? Mà trong khi đó mình là một đứa bé cực kỳ ngây thơ luôn, mới bước chân, chân ướt chân ráo vào nghề. Mình có nói như thế nào đi nữa, mình có giải thích kiểu gì đi nữa, mọi người vẫn cứ gật đầu và vẫn quay lưng. Bởi vì sao? Bởi vì mình quá nhỏ bé so với những gì người ta cần phải giữ. Đúng. Ôi, cuộc sống chan hòa quá, ai cũng yêu thương, khán giả yêu thương, thầy cô nâng đỡ, đồng nghiệp yêu mến. Rồi đến một ngày, chúng ta sẽ nhận ra được một thực tế rằng là chúng ta đều phải cực đoan trong mọi cảm xúc của vai diễn. Và những mối lo toan của đời thường tưởng như không chạm được đến sân khấu, sẽ có lúc sờ chạm được đến ta. Cái đó nó gắn liền với cái số phận của mình hay sao á. Cho dù mình có cố gắng như thế nào đi nữa, mình có làm gì đi nữa, thì ở trong tất cả mọi hoàn cảnh và mọi khía cạnh của cuộc sống á, mình vẫn bị cô độc, rất rất cô độc luôn. Bây giờ chị đã quen với nó chưa? Chị tự tạo cho mình cái thói quen và chị tự bảo vệ cái thói quen đó của mình. Mình phải luôn luôn chuẩn bị một cái tinh thần để rồi mình sẽ không có quá đau khi mình lại tiếp tục một mình. Để mình cũng không phải tì dựa vào đâu, bằng hết sức lực mình. Em mà ý ý mà em dựa vào bức tường này mà thật sự ra nó chỉ là phông màn cảnh trí thôi, mình sẽ bị cuốn hụt, nó không còn ở đó nữa. Chị đã tự mình vượt qua mọi thứ vì một lời hứa với một người rất quan trọng trong cuộc đời của chị, đó là ba của chị. Khi chị bước chân vào nghề này, ba là người phản đối quyết liệt. Đơn giản ba nói rằng là làm nghệ thuật khó lắm, làm nghệ thuật gian truân lắm. Ba muốn con là làm một cái công việc bình thường, để rồi con ổn định một cuộc sống bình thường, có đồng lương bình thường, không cần giàu có cũng được, đủ ăn đủ mặc. Còn làm nghệ thuật, con phải tạo được một cái vị trí cho mình thì con mới có một cái nghề, và quan trọng nữa là con mới có đủ kinh tế để con sống. Con có khả năng làm được cái điều đó hay không? Thực sự khi ba hỏi câu đó mình không thể trả lời được. Và bây giờ con chỉ biết là con rất thích. Sau rất là nhiều lần thuyết phục ba thì ba mới nói rằng là ba sẽ đồng ý với cái ước mơ của con, nhưng con hãy hứa cho ba một điều rằng là con phải cố gắng đi cái con đường mình chọn và đi cho đến tận cùng, bởi vì con đã hứa và con đã ước mơ, con đã quyết tâm. Mà ngay lúc đó mình mới vừa chân ướt chân ráo bước vào nghề thì mình bị đi vào một cái vực thẳm, mà một cái vực thẳm đó nó rất là kinh khủng, nó rất kinh khủng luôn, bởi vì tất cả mọi người và gần như là nghệ thuật á, gần như lúc đó gần như là những người trong nghề, những người thân quen đều quay lưng với mình hết. Tất cả mọi người cho rằng là chị là cái người là đã sống sai về cái đạo đức tình cảm, là chị đã chen chân vào cái cuộc tình của người khác đó. Mọi người quy tội cho chị về cái điều đó, và người ta không chấp nhận một kẻ thứ ba chen chân vào một cái cuộc tình của một ngôi sao, mà trong khi mình chỉ là một cái hạt cát trong nghệ thuật, bắt đầu làm hủy hoại đi một cái ngôi sao đang rất hot, đang được tình yêu của khán giả. Thì nếu như mình xuất hiện ở đó, họ giữ lại mình ở trong cái đoàn kịch đó đi, thì
thì cái ngôi sao đó sẽ không đứng ở trong đoàn kịch đó nữa. Thì bây giờ họ phải chọn ai? Chọn một đứa mới chân ướt chân ráo vào nghề hay chọn một ngôi sao đang là một tên tuổi ăn khách của đoàn? Chắc chắn họ phải đẩy mình ra rồi. Cái đó là lẽ đương nhiên. Em vẫn nói là chị Vân Anh vẫn là may mắn, đó là tại vì ngày xưa không có cộng đồng mạng. Chị hãy tưởng tượng bản án cho cái gọi là con giáp thứ 13, thưa quý vị. Có lẽ là ngày xưa đối với các nữ nghệ sĩ, dẫu là nó làm cho họ bị chà đạp và nhân phẩm bị bêu ríu, thậm chí là làm trò tiêu khiển trong những câu chuyện đồng đại. Ở trong một cái thành phố rất nhỏ thì những câu chuyện như vậy dễ bề được phóng to. Những cái lời lên án mà mình không thể nhắm mắt quay lưng bịt tai vậy. Nhưng mà Miu biết không, lúc đó cho dù có cộng đồng mạng, chị có lẽ chị cũng không lên báo mạng đâu. Bởi vì không ai biết chị là ai hết trơn á. Bởi vì nếu như mà lôi chị lên thì khán giả nói, ủa ai vậy? Bé nào vậy? Mà ở đâu ra trên trời? Không chừng là hả, nếu có được cộng đồng mạng chị đã nổi tiếng hơn rất nhiều sau sự căng đan đó. Trời ơi, nổi tiếng cái kiểu đó mà, thiệt sự là chị không ai. Cái điều mà ngày xưa chị rất là sợ, cái điều mà ngày xưa đã làm gián đoạn con đường nghệ thuật của chị thì ngày nay đã làm mồi lửa của không ít tạm gọi là hiện tượng ngôi sao, mặc dù mình không biết mô hoạt động nghệ thuật của họ là cái gì. Ngày xưa thì người ta sợ, người ta tránh không hết, bây giờ còn cố tạo ra không xong. Ừ, nhiều khi câu chuyện không có thật, họ vẫn cố tình họ tạo ra, đúng không? Nhưng mà đối với chị cho đến giờ phút này luôn thì chị vẫn không muốn theo cái trào lưu đó tạo nên một cái tên tuổi của mình. Chị muốn là chị làm nghề với một cái khả năng của mình và một cái niềm đam mê vào sự nỗ lực của mình. Em tin rằng là những người mà thật sự có năng lực nội hàm á, chúng ta sẽ mẫn cảm hơn về cảm xúc, đặc biệt là người nghệ sĩ. Thì không ai cầu và ước tạo ra một scandal. Trong cái thời điểm hiện tại bây giờ cũng có những cái bài báo liên quan đến cái câu chuyện hot hot đó của chị á, vẫn năm nào cũng lặp đi lặp lại khá nhiều lần và chị cũng bị ảnh hưởng. Họ cho rằng là trong với cái trào lưu hiện tại bây giờ chị cũng đang làm cái trend cho mình, rằng là cứ nhắc đi nhắc lại để rồi tự tạo một cái sự nổi tiếng. Thử hỏi Miu mà mình không hề biết cái bài báo đó là gì, mà mình không đọc cái tên luôn. Phóng viên mình không biết người đó là ai luôn, hoặc là khán giả gửi cho mình, hoặc là những người thân gửi cho mình, ê đọc bài báo này chưa, bây giờ lại nhắc lại. Tôi gửi hàng loạt các bài báo, họ chia sẻ ra hàng trăm các bài báo như vậy đó. Hồi xưa thì chị cũng còn bức xúc, trời ơi tại sao cứ vậy, tại sao cứ như vậy. Có những cái khán giả hỏi chị, ủa cái cô Đào Vân Anh này muốn đánh bóng lại tên tuổi hay sao mà cứ nhắc đi nhắc lại chuyện cũ hoài. Rồi bây giờ thì đọc xong, à vậy hả, ok em không sao đâu, em bình thường. Chị mong rằng là điều đó đừng xảy ra nữa thôi, chứ chị không có bức xúc như hồi xưa là gọi lên báo, tòa soạn báo nói là làm ơn gỡ cái bài báo đó xuống đi, chị có chia sẻ bài này đâu. Khi mà chị nói rằng là nhờ cái ảnh hưởng của ba để mà bình tĩnh đi qua cơn sóng dữ. Có một cái điều nữa là tương đồng giữa Thúy Miu với lại nghệ sĩ Đào Vân Anh đây, đó là mình đều có một cái người ông bố người miền Trung. Sự kiêu hãnh của một người cha mà gốc miền Trung nó luôn tác động rất mạnh mẽ đến người con gái. Và mẹ em thì cũng là người Hà Nội. Ồ, cũng giống như là chị. Vậy là hai chị em mình trùng. Và em cũng lớn lên là chịu ảnh hưởng của thành phố Sài Gòn. Nhưng mà cái cốt cách, cái căn ngã về cái sự kiêu hãnh gọi là liêm sĩ á, của người miền Trung của ba tác động lên em thì rất là cao. Cả xã hội có thể quay lưng, thậm chí mình không còn một chỗ dựa nào cả hết. Đúng rồi. Nhưng mà không có được có quyền ngã quỵ, không có được có quyền rơi nước mắt rồi giật tóc móc mắt rồi khóc lóc thế này thế kia. Chị vẫn rất tự hào chị có một người ba là người gốc Huế, mẹ là gốc Hà Nội. Chị sinh ra Hà Nội và lớn lên ở Sài Gòn với một con người mà coi như là hợp đủ hết. Hợp chủng quốc, mình là thế hệ hợp chủng quốc. Chị luôn luôn chắc lọc những cái ưu điểm của tất cả các vùng miền mà mình may mắn có được đó. Một cái sự kiên cường như Thúy Miu nói của người miền Trung, một cái sự mà sĩ diện sang chảnh của cái người Hà Nội, và một cái sự hòa đồng nhã nhặn chân thật của người Sài Gòn. Đó là chị cũng gom hết vô để mà mình tạo thành một cái con người rất gì đó rất riêng của mình, đặc biệt là cái sự kiên cường và mạnh mẽ, không được gục ngã khi mà gặp bất cứ sự cố nào. Vì sao chị nhấn mạnh cái điều đó? Bởi vì suốt chặng đường chị đi cho đến bây giờ trong nghệ thuật là 23 năm, gần như chị đi trên con đường đầy chông gai và nước mắt.
không hề là một thảm đỏ như một hai bước đầu chị tưởng là mình may mắn. Rõ ràng là những con đường ở cái thành phố được gọi là năng động nhất nhì của cả nước này, không có con đường nào là lót bông, lót nịnh, kim đan hay là lót hoa hồng cả. Nhưng mà em tin một điều là đã đến cái giai đoạn này, khi mà Thúy My ngồi trước chị Đào Văn Anh, thì có lẽ là chị đã đi đến một đoạn đường mà mình có thể bình tĩnh đi chậm và quay lại nhìn ở phía sau. Chính xác là như vậy. Và hết hồn là mình cũng đã đi qua được cái con đường rất là khủng khiếp đó. Quá ngạc nhiên luôn á, em dùng cái chữ hết hồn là đúng với chị. Có đôi lúc á, nghĩ lại ngày hôm qua đó, là chị nó giật mình làm được điều đó sao? Ôi, mình giỏi như vậy sao? Chị lắng động trong một thời gian ngắn thôi, chị cũng không cho phép mình suy nghĩ quá nhiều, bởi vì thời gian cũng không cho phép. Và lúc đó mình còn phải tạo nên một sự nghiệp và cần phải mưu sinh nữa, bởi vì gia đình mình cũng là một gia đình ở dạng mà làm cán bộ nhà nước thôi, mà ba cũng chỉ là một bác sĩ quân y, một giáo sư, nên là cái kinh tế gia đình cũng ở mức bình thường, đủ ăn đủ mặc thôi. Rồi thì đau đớn cũng phải đứng lên mưu sinh. Đúng tiếp. Rồi. Và cái quan trọng nữa là mình không được để cho ba nhìn thấy cái sự thất bại của mình. Tất cả những cái sự thất bại mà chị vừa mới chia sẻ với em và quý vị khán giả ở đây, gần như là ba với mẹ không biết. Chị giấu hết, trước mặt ba mẹ chị vẫn tươi tỉnh, rất tươi tỉnh, mặc dù chị biết mọi người đọc được điều gì đó, biết được một điều gì đó, nhưng chị vẫn rất tươi tỉnh. Chỉ có đằng sau lưng đó thôi, chị mới đau khổ và chị mới có thể rơi nước mắt. Chị đã tự tạo cho mình một cái vỏ bọc ngay từ những bước đầu như vậy rồi, và cho đến ngày hôm nay chị vẫn luôn tạo cho mình một cái vỏ bọc, và vỏ bọc đó càng ngày nó càng cứng, bởi vì qua nhiều cái chặng đường đi như vậy á, mình va chạm quá nhiều và mình bị đâm quá nhiều, mình chảy nước mắt và chảy máu quá nhiều rồi, cho nên cái vết chai, vết sừng, vết sẹo đó nó cứ mỗi ngày mỗi dày lên, và mình mạnh mẽ, kiên cường, và mình chị ngồi trước em chị còn mềm mại lắm. Ô vậy hả? Chị còn mềm mại lắm. Em nghĩ là chị đã đứng trước ba chị và nói là con kiên quyết con chọn con đường này, và con đường đó là con đường độc đạo và con đường độc hành. Và em nghĩ là quý vị khán giả ở đây, chị hay em, rồi cuối ngày chúng ta đều nhận ra con đường chúng ta đi trong gai hay là trải hoa hồng, thì chúng ta cũng hiểu rằng trong thành phố đông dân này, mỗi người chúng mình đều cô độc trên con đường riêng. Đây cũng là một bản nhạc, em nghĩ bản nhạc này nó mang giới tính nữ. Tại vì bản nhạc cũng nhiều điều tiếng, cũng từng bị ném đá, cũng từng bước ra khỏi hào quang của sân khấu chính thống. Và khi nó trở lại, nó lại được người ta yêu thương hơn. Thì một người nữ nghệ sĩ cũng vậy, có những lúc có những cơn mưa đá làm cho họ biến mất khỏi vầng hào quang của sân khấu. Nhưng khi người ta nhận ra rằng là thiếu ngôi sao này, sân khấu bớt sáng đi, và người ta sẽ chào đón sự trở lại của người đàn bà đã từng hứng chịu cơn mưa đá, cũng như một nhạc phẩm đã từng nhiều lần cấm đi rồi cho phép lại, cũng như thế mà thôi. Cái chuyện tình cảm của chị từ sau cái chặng đường mà gọi là cảm xúc tình yêu học trò cho đến giờ phút này, không có một mùi hương hoa hồng. Chưa kịp cảm nhận nó là mùi gì, nó đã tan tành rồi, những cánh hoa nó đã rụng hết rồi. Nhưng mà cho đến giờ phút này thì chị vẫn thấy chị hạnh phúc lắm. Sài Gòn này đã cho chị rất là nhiều thứ, và cái hiện tại bây giờ là một cuộc sống viên mãn của một bà mẹ cùng hai con trai. Hai bờ vai của hai người đàn ông rất là vững chắc. Chị đang có hai thiên thần sống tình cảm và yêu mẹ một cách kinh khủng. Và chắc chắn rằng là hai người đàn ông này không bao giờ từ bỏ chị và không bao giờ làm chị phải đau khổ và đâu. Sự ràng buộc này là vĩnh cửu. Đúng rồi. Có lẽ hai người đàn ông trẻ này là để bù đắp lại cho tất cả những người đàn ông đã không mang lại cho chị đủ tình cảm mà chị nghĩ là như vậy. Ở Sài Gòn, thưa quý vị, nếu mà ai nhìn vào cái bản đồ của thành phố Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh, thì chúng ta thấy là những con đường và những con hẻm thì nó vô cùng là nó chằng chịt, và con đường nào thì cũng kẹt xe, con đường nào thì cũng có ổ gà. Nhưng rồi ai trong chúng ta ở thành phố này cũng có thể tìm được cho mình đường về nhà. Chúc mừng chị đi qua hết cái chặng đường để chị em mình hôm nay nhìn lại con đường xưa em đi vẫn đẹp, vẫn dịu dàng. Đi qua ngần ấy biến cố, em cũng chờ đón cái ngày liên tiếp những cái thông tin, những bài báo viết về nghệ sĩ Đào Văn Anh sẽ là chị ấy đang cơi thêm một cái lầu hạnh phúc, đang trang hoàng thêm cho hạnh phúc riêng của mình. Nhưng đường về nhà kể từ nay đã là vĩnh cửu, và con đường tìm kiếm sẽ không còn chông gai nữa.